Triệu Lộ Tư và Trần Vĩ Đình gây bão với mối tình trâu già gặm cỏ non trong phim mới. Với sự góp mặt của Mỹ Nam và người mê Trần Vĩ Đình, và Triệu Lộ Tư là tiểu hoa top đầu lứa 95, tác phẩm Hãy Để Tôi Tỏa Sáng hứa hẹn sẽ chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc cẩu lương ngược tâm đầy drama và bánh cuốn. Đoạn trailer mở ra không ít cảnh tình tứ mùi mẫn giữa đôi uyên ương, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, khiến người xem đứng ngồi không yên. Netizen không khó để nhận ra mối quan hệ tưởng chừng vô cùng thắm thiết của cặp đôi chính, lại có gì đó uẩn khúc, thậm chí đằng sau họ là những ý đồ toan tính khác. Trước đó, phong cách trang điểm sẽ được nữ diễn viên thay đổi hàng ngày tùy theo trang phục và yêu cầu của cảnh quay. Để tránh sự nhầm lẫn, Triệu Lộ Tư và ekip thậm chí còn in sẵn hình ảnh để biết cảnh quay cần diện trang phục và trang điểm ra sao. Truyền thông và khán giả đánh giá, với bàn tay khéo léo cùng gu thời trang tốt của mình, Triệu Lộ Tư đã giúp tạo hình của nhân vật trở nên thu hút và bắt mắt hơn. Việc nữ diễn viên chú trọng cách trang điểm, phối đồ cho trang phục với những phụ kiện đi kèm như khuyên tai, dây chuyền, dây buộc tóc, thắt lưng, khăn cổ cũng được đánh giá cao. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên. Phim xoay quanh Hứa Nghiên, cô gái có tính cách mạnh mẽ, sống với bà ngoại tại một thị trấn nhỏ. Sau khi học xong trung học, Hứa Nghiên thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm. Một mình ở thành phố, cô không ngừng nỗ lực và mất tới gần 10 năm để có được một chỗ đứng ổn định. Sau khi kết hôn với bạn trai tài năng, giàu có là Thẩm Hạo Minh, cả hai dần trở nên xa cách do khác biệt về suy nghĩ, xuất thân. Sau cùng, cả hai chọn ly hôn. Cùng lúc này, Hứa Nghiên mất đi công việc. Để bắt đầu lại từ đầu, cô nỗ lực tìm hướng đi mới. Cũng nhờ biến cố đó mà Hứa Nghiên hiểu được ý nghĩa thật sự của tình yêu và tình thân. Địch Lệ Nhiệt Ba hiếm hoi được khen diễn xuất, hé lộ cảnh nóng với bạn trai kém 4 tuổi trong phim mới. Teaser ngắn chỉ có thời lượng 30 giây, nhưng bộ phim kiêu khởi thanh nhưỡng được đánh giá cao về hình ảnh, tiết tấu, tạo được cảm giác ma mị cuốn hút cho người xem. Đặc biệt ngoại hình của nam nữ chính Trần Tinh Húc và Địch Lệ Nhiệt Ba rất hợp nhau. Cảm giác cặp đôi họ đem lại mạnh tới mức từ khóa chênh lệch chiều cao của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc, nhanh chóng lọt top bình luận trên Weibo. Đây cũng là dự án hiếm hoi trong vài năm trở lại đây. Mỹ nhân Tân Cương phù hợp với tạo hình, diễn xuất không bị chê và hấp dẫn khán giả. Trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ chính Nhiếp Cửu La, giỏi dùng đao, ít nói, trông hiền lành, nhưng thực chất tính tình mạnh mẽ. Hình tượng nhân vật sắc lạnh phù hợp với nhan sắc mỹ nhân Tân Cương. Ngoài ra, vóc dáng và gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba không hợp vai thiếu nữ dễ thương ngây thơ mà hợp vào vai Minh Tinh hoặc chị Đại Bá Đạo. Do đó, ngay từ khi phim khởi quay, khán giả mong chờ dự án này. Bên cạnh đó, trong trailer, Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là có diễn xuất tiến bộ hơn xưa. Tổng đạo diễn Điền Lý khá thành công khi lựa những góc máy đẹp và những cảnh quay có hồn, giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tạo dựng được đặc điểm của nhân vật Nhiếp Cửu La. Ngoài ra, màn tương tác giữa Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc cũng được đánh giá cao. Trần Tinh Húc kém đàn chị 4 tuổi, nhưng anh có gương mặt chững chạc, thân hình cơ bắp rắn rỏi, là một trong số ít các diễn viên nam đẹp đôi khi đứng cạnh Nhiệt Ba. Nhờ những yếu tố này, khán giả càng trông chờ vào màn ra mắt của Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Phim đánh dấu màn hợp tác của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc sau một loạt ồn ào về vai nam chính. Nội dung tác phẩm xoay quanh nữ chính tên Nhiếp Cửu La, thuộc đội quân được vua Tần Thủy Hoàng giao nhiệm vụ truy tìm phương thuốc trường sinh bất tử nằm sâu trong rừng. Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, Nhiếp Cửu La gặp chàng trai Viêm Thạc Đa mong muốn trả thù người bảo mẫu năm xưa tên Lâm Di. Lâm Di thực chất không phải con người, là thế lực đã khống chế gia đình anh, thậm chí đã bắt mất mẹ và em gái anh. Cùng nhau, cả hai phối hợp tìm ra chân tướng bài thuốc thất truyền, cũng như thân phận thật của Lâm Di kia. Triệu Lệ Dĩnh không thể bế nổi con trai 5 tuổi vì điều này. Ngoại hình của nhóc tì gây chú ý. Trong loạt ảnh được cánh phóng viên ghi lại mới đây, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục giản dị, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, trông y hệt một bà mẹ bình thường. Trong khi đó, con trai Tưởng Tưởng năm nay đã 5 tuổi, trông cậu bé lớn phỏng phao, chiều cao gần chạm ngực mẹ. Tưởng Tưởng cầm súng đồ chơi và quả bóng, say sưa trò chuyện cùng mẹ. Triệu Lệ Dĩnh thì dịu dàng lắng nghe, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đáng chú ý, khi con trai muốn được bế, thì Triệu Lệ Dĩnh không ngại ngần giang tay ra bế con lên. Nhưng vì Tưởng Tưởng đã quá lớn, nên nữ diễn viên sinh năm 1987 không thể bế nổi cậu bé. Nhóc tì Tưởng Tưởng thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ, sở hữu ngoại hình đáng yêu và khỏe mạnh. Ngay khi bức ảnh được đăng tải đã khiến nhiều người xúc động, ngưỡng mộ tình mẫu tử sâu đậm mà Triệu Lệ Dĩnh dành cho con trai. Đồng thời cũng không khỏi cảm thán khả năng chăm sóc con cái của nữ diễn viên. Nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian bên cạnh con,
cứ có thời gian rảnh rỗi là cô sẽ dẫn Tưởng Tưởng đi du lịch, không để con thiếu vắng tình cảm của mẹ. Tuy mới 5 tuổi, nhưng cậu Quý Tử lại lớn phỏng phao, được đánh giá là lấy hết nét đẹp của bố mẹ. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ màn ảnh xứ Trung. Cô hiện là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đáng và là đỉnh lưu showbiz. Năm 2007, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình gia đình Đám Cưới Vàng của đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trong bộ phim tình cảm cổ trang Hoa Thiên Cốt. Bộ phim đã thành công rực rỡ ở Trung Quốc, đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới. Nữ diễn viên cũng giành được nhiều giải thưởng cho vai diễn trong Hoa Thiên Cốt. Từ đó đến nay, tên tuổi của cô phủ sóng vượt bậc, được đánh giá là một diễn viên thực lực, có năng lực diễn xuất đi cùng nhan sắc xinh đẹp. Cô tham gia vào rất nhiều bộ phim, chương trình truyền hình, tham gia quảng cáo, là đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác. Xinh đẹp tài năng là vậy, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tháng 10 năm 2018, cô xác nhận đã là vợ người ta, khi thông báo đăng ký kết hôn cùng nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Thế nhưng chỉ đến năm 2021, cả hai đã đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó, và có với nhau một cậu con trai lém lỉnh. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau ly hôn vẫn duy trì mối quan hệ người thân để cùng nuôi dạy con cái. Trịnh Sản bạo hành và bỏ rơi con cái. Sau khi chính thức bị phong sát vào năm 2021 vì trốn thuế và thuê người mang thai hộ, Trịnh Sản đã chuyển sang Mỹ sinh sống với lý do chăm sóc các con. Đến giờ cô cũng chưa từng quay về Trung Quốc. Tất nhiên, những chuyện liên quan đến Trịnh Sản không dừng lại ở đó, khi các nhà sản xuất phim và thương hiệu đều đệ đơn kiện nữ diễn viên, yêu cầu bồi thường. Người đẹp yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhất quyết không chịu bồi thường. Cô cho biết bản thân đang thất nghiệp và chỉ có thể dựa vào lương hưu của bố mẹ để sống. Ngoài ra, Trịnh Sản cũng hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Nhưng câu trả lời Chiếu Lệ này chẳng đảm bảo được gì cả. Theo Trinity, thì cuộc sống hiện tại của Trịnh Sản không tệ như những gì cô nói, thậm chí còn sung túc hơn mọi người tưởng. Bởi Trịnh Sản cũng đi du lịch khắp nơi, lúc thì cưỡi ngựa, khi lại đi thăm thú công viên, không giống một người nghèo khó chút nào. Nếu không tiêu tiền vào những trò đỏ đen, thì với khối tài sản 600 triệu tệ, khoảng 2.100 tỷ đồng, Trịnh Sản chắc chắn sẽ sống an nhàn cho đến tận cuối đời. Ngoài ra, Trịnh Sản được cho là đã xử lý hết tất cả mọi chuyện sau khi scandal bùng nổ. Tình cũ Trương Hằng đã bán vội căn biệt thự 150 triệu tệ, khoảng 525 tỷ đồng, cùng một số bất động sản khác, và chuyển hết tài sản ra nước ngoài. Đến khi nộp phạt xong khoản tiền thuế 299 triệu tệ, khoảng 1.047 tỷ đồng, và được gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh, thì Trịnh Sản đã vội vàng đưa bố mẹ sang Mỹ luôn. Các chủ nợ đã cố gắng tìm kiếm Trịnh Sản để yêu cầu bồi thường, nhưng không thành. Cô biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Trong khoảng thời gian ở Mỹ, ngôi sao 9X này giành được một phần quyền nuôi con từ tình cũ Trương Hằng. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ rơi những đứa trẻ. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Trịnh Sản không đối xử tốt với các con và thậm chí còn bạo hành chúng. Đây là điều mà công chúng tin Trịnh Sản có thể làm ra. Nữ diễn viên đã yêu cầu phá thai khi hai đứa trẻ đã được 7 tháng và nhất quyết không chịu nuôi con sau khi chúng ra đời. Bên cạnh đó, Trịnh Sản cũng muốn tạo dựng một thương hiệu thời trang và trở thành giám đốc. Ngay cả khi bị chỉ trích nghiêm trọng về việc vi phạm pháp luật và đạo đức, nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ Trịnh Sản. Ngôi sao 33 tuổi muốn lợi dụng những fan này để bào tiền với mức giá bán đồ cao ngất ngưỡng. Mà việc này cô đã từng thực hiện thời điểm vẫn còn hoạt động trong showbiz rồi. Chỉ cần fan vẫn sẵn sàng chi tiền, thì Trịnh Sản sẽ không lo nghèo đói. Nhưng về lâu về dài chưa chắc đã ổn. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, có lẽ do Trịnh Sản làm quá nhiều chuyện sai trái, nên gương mặt cô ngày càng theo kiểu tâm sinh tướng. Trong những hình ảnh được Trịnh Sản chia sẻ, gương mặt cô ngày càng khác lạ, mắt lồi ra và nhìn tổng thể trông khá đáng sợ, không còn giữ được khí chất minh tinh ngày xưa. Nhưng đối với fan, thì hình ảnh này của Trịnh Sản lại khiến họ đau lòng và họ càng muốn làm nhiều thứ để ủng hộ idol hơn. Không ít người khuyên Trịnh Sản nên quay trở về Trung Quốc để chấp hành các bản án, trả nợ và sống một cuộc sống bình thường. Trịnh Sản không thể cứ trốn chạy như thế cả đời được và tất nhiên cũng sẽ chẳng có người hâm mộ nào mãi mãi quyên tiền cho cô cả. Chỉ là không biết liệu Trịnh Sản có hiểu ra được những sai lầm của bản thân và cố gắng sửa đổi hay không thôi. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.